Theo khuyến nghị của Ban Tư vấn Kế hoạch Nhà nước, Hàn Quốc trước tiên cần chuẩn bị một lộ trình đàm phán toàn diện đến hết năm 2017, gồm nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Khuyến nghị nêu rõ, Hàn Quốc cần hướng Triều Tiên đến quá trình phi hạt nhân hóa bằng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và đối thoại. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh lộ trình cần phải được xây dựng trên cơ sở đảm bảo, nhận được sự ủng hộ của các nước lớn và cộng đồng quốc tế. Khuyến nghị cũng cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần tuân thủ nguyên tắc trong đàm phán liên triều và tái kết nối các kênh liên lạc giữa hai miền. Ngoài ra, Seoul cần gia tăng năng lực ứng phó của quân đội nước này trước nguy cơ từ Triều Tiên như tấn công hạt nhân, tên lửa hay tấn công mạng. Cùng ngày, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch quản lý nhà nước giai đoạn 5 năm, trong đó đặc biệt đề cập đến các chính sách khôi phục hoạt động hợp tác kinh tế với Triều Tiên và hợp pháp hóa thỏa thuận liên triều. Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên thông qua việc thúc đẩy kế hoạch tổ chức cuộc họp Hội chữ thập đỏ liên triều nhân dịp Tết Trung thu và cũng là kỷ niệm 10 năm ngày hai nước ký tuyên bố chung liên triều. Hiện, Bình Nhưỡng chưa hồi đáp đề nghị của Seoul